điểm vận chuyển hàng lậu nguy hiểm nhất ở huyện Văn Lãng. Gần 5 tháng qua, khu vực Thác Ném luôn căng thẳng, dân buôn lậu và các chiến sĩ biên phòng chăm chăm cách nhau cả ngày lẫn đêm. Để bắt được một bao hàng, các chiến sĩ ở đây không chỉ ngăn chặn những kẻ đón hàng phía dưới thác, mà còn phải cảnh giác với gạch đá từ dân buôn lậu ném từ trên cao xuống. Nhìn thấy lán thì ném đá khi các lực lượng ở đây thì rất là nguy hiểm. Về đêm gác thì nói chung là cũng rất là vất vả, khó khăn. Thì khi vào thì người ta đông, vào người ta ôm thì không thể lấy hàng được. Đấy, ngăn cản là không cho mình lấy hàng. Từ tháng 8 đến nay, hơn 20 chốt lán dọc tuyến biên giới Lạng Sơn đã góp phần quan trọng ngăn chặn nạn buôn lậu qua biên giới và biến những tuyến đường buôn lậu lừng danh như Hang Rơi, Khe Đầu Lâu, Khơ Gia trở thành quá khứ. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu tại các tuyến đường mòn biên giới càng trở nên nguy hiểm khi mà các đối tượng buôn lậu ngày càng hung hãn và khó lường hơn. Như dọc tuyến biên giới Tân Thanh Tân Mỹ, mỗi đêm luôn có hàng trăm cửu vạn chờ trực mang hàng lậu vượt biên. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn đối với các để cùng với bộ đội biên phòng để tổ chức ngăn chặn, tổ chức đánh bắt và đồng thời là cũng làm tốt cái việc là tuyên truyền bằng cái biện pháp là răn đe đối với những đối tượng mà cố tình không chấp hành thì chúng tôi là xử lý một cách nghiêm túc. Đây là vụ vây bắt hàng lậu do liên ngành phối hợp với lực lượng chủ chốt là các chiến sĩ biên phòng tại khu vực 474, xã biên giới Tân Mỹ. Các lực lượng đồng loạt xuất quân đã gây bất ngờ cho nhóm buôn lậu. Hơn 70 chiến sĩ biên phòng và công an đối mặt với 300 cửu vạn và chủ hàng lậu. Chỉ trong vòng 15 phút đã thu giữ hơn 40 bao hàng trong sự chống đối quyết liệt của đám buôn lậu và gạch đá ném loạn từ trong làng ra. Vụ vây bắt hàng lậu thành công nhờ phương châm đánh nhanh rút gọn và may mắn không có chiến sĩ nào bị thương. Thế nhưng, nguy hiểm trong công tác chống buôn lậu sẽ còn tái diễn khi mà Tết Nguyên đán đang dần tới.